Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại thì cái form bài của mình đang có đó chính là hai Surima, Thách Đấu và Đắc Kinh nha. Đi chung với Nefri nè, Cá Sấu, Samira, Zihin và Tép một sao nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ thì mình cũng đang có được một lượng tiền lãi phải gọi là cực kỳ ổn luôn á. Với chủ thua 5 trận liên tục rồi nha và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Khi mà đang tầm level 5 và hơn 80 tiền nha mọi người. Hiện tại là mình cũng đang muốn tiếp tục tích tiền và lên tầm level 6 nha. Để kiếm tướng 4 tiền càng nhiều càng tốt nha mọi người. Và đó là 95 vàng ở tầm level 5 như thế này. Là level 6 thôi em ơi. Nila nè, Silco nè, Silco 2 con luôn nha mọi người. Ôi, và đó là Silco 2 sao à. Hơi ảo quá luôn rồi nha. Có Sten, có cả Aphelios nè. Thêm 2 con nữa nào bạn ơi. Có ai gì nè em ơi. Rồi hết tiền luôn rồi đó. Ơi mà tầm này roll tướng là hơi bị hơn luôn á nha em ơi. Khi mà có tướng 4 tiền 2 sao ở level 6, tỷ lệ nó tướng 4 tiền là 5%. Và nó ra được luôn Silco 2 sao. Thế nó mới ảo chứ. Tại vì ở trong trận đấu ngày hôm nay á, mình đang muốn đi săn một lâu bạc. Nếu như nó ra này mời, phải gọi là siêu phẩm luôn á nha. Đó chính là xoay bài tự động nha. Rồi, thắng chắc cái này em ơi, tầm này mà tướng 4 tiền 2 sao. Với một cái form bài full tướng 4 tiền như này. Và đó là Combatter. Chủ thua 5 trận à, tại vì lúc đầu game á mình chơi kiểu mà eco trắng anh em ơi. Lúc đầu game á thì mình cũng đang được một lối bạc, nói chung là tích tiền lại khá là ok, đó chính là AFK nha. AFK 3 trận anh em ơi. Xoài qua rau lẹ bạn ơi. Ủa ôi, nhìn cái con Bobby ông này nhìn cũng hơi chán đời nhờ. Nhìn chán đời chứ anh em ơi. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Bli. Ôi xui, nó tự ra luôn nè. Không cần phải roll anh em ơi. Nó ra lỗi bạc á, mình chưa cần phải roll lỗi bạc luôn. Và nó có luôn cho mình là xoay bài tự động nha. Ok, siêu phẩm luôn rồi đó, siêu phẩm luôn rồi đó. Rồi, lên luôn cho em nói nha. 4 vàng 2 sao đó mọi người ơi. Và đó là con người đây. What the hell, từ từ. Uầy. Mình tưởng á, là tướng 4 tiền 2 sao. Lên được có một cái vị tướng 5 tiền 2 sao thôi. Nhưng mà ai ngờ, vận may đã tới. Nhân phẩm đã tới em ơi, và đó là hai vị tướng 5 tiền 2 sao ở level 6 ở tầm round 3 chấm như thế này với tỷ lệ roll tướng 5 tiền là 0% mọi người. Với gân bờ lăng, với sền 2 sao, oh my god. Nhưng mà vừa hơn nó cũng vừa xui á, tại vì sao? Nếu như mà mình roll hết tiền ở tầm level 6 như thế này á, thì muốn tích tiền lên tầm level 8 hoặc level 9 á, roll tướng 5 tiền 3 sao phải gọi là cực kỳ khó luôn. Nếu như mà tầm này nó không ra cho mình đó chính là thêm Dinger nha mọi người. Nhưng mà em sao á, tầm này có gân bờ lăng, có Sion 2 sao á, thì mình nói thiệt với mọi người luôn á, là chắc chắn chủ thắng luôn. Tại vì ở tầm ra 3 chấm như thế này, người ta còn đang chơi những cái vị tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, carry, cute, hộp me, chiêu chiêu thôi mọi người ơi. Mình bùng nổ luôn rồi này mời, với một cái form bài 5 tiền 2 sao, mà không phải là một con, tới tận là hai con tướng 5 tiền 2 sao. Oh my god, chắc là lập kỷ lục luôn á mọi người. Oh shit, hai tướng 5 tiền 2 sao ở level 6 ra 3 chấm. Mình tin chắc rằng đây là kỷ lục luôn á chứ. Không có tin được luôn á em ơi. Ok, bỏ con Nautilus với lại là cả con Gravet vào nha. Nó kích cái hệ bắn tỉa với lại là Billwater nè. Tại vì chắc chắn rồi, tướng carry chính của mình đang có hiện tại á là con găng bà lăng. Và tướng tăng cơ chính á là Sun nha mọi người. Mình lắp luôn cho em nó là một cái Sojin rồi. Nhưng mà từ đầu game tới tận bây giờ thì mình cũng đang không có gậy anh em ơi. Tại vì con găng bà lăng này là một cái vị tướng 5 tiền carry mà còn gậy cơ. Ai chấm hỏi gì đó, chấm hỏi gì đó. Mấy ông này chơi đừng có ra report tôi nha. Tôi không có hắc đầu ở nhà, tôi không hắc đầu ở nhà. Tôi có quay video là bằng chứng ở nhà. Lại chấm hỏi rồi, anh em chấm hỏi rất là nhiệt tình. Anh em quay bu bu xem đông thế. Thôi được rồi, được rồi. Lâu lâu được cái quả trận gọi là siêu phẩm như thế này mới mặn cái đôi nhãn chứ. Bạn chat luôn là mày đùa tao à. Mày đùa tao à. Mình cũng không có tin được luôn á. Mình làm mình còn không có tin được đây mà. Gặp mấy cái đối thủ như thế này thì team bạn càng không có tin được luôn á. Có gậy nè em ơi. Bú gậy liền chứ. Mang tướng carry bằng phép á thì mình sẽ luôn luôn ưu tiên lắp cho em nói là một cái găng bảo thạch nha mọi người á. Để làm chi khi mà xài kỹ năng á có khả năng chí mạng nha, với lại là tăng sát thương chí mạng đầu lắm. Nhất là đối với con gân bà lăng như này, nó bùm một phát sát thương của nó là sát thương phép mà là còn là lan ra nữa. Ui, đồ thần thoại của On à.
thần búa tiến công, giáp sư linh và giáp đại hãn. Cái thánh kiếm này rất là ngon anh em ơi, cái này là ngon nhất luôn đó cho con găng Blancari nha, lấy luôn cho em nó hồi mana cứ gọi là như hắc. Ai sợi găng Blanc 2 sao ba đồ xương xương là như vậy thôi. Chắc là bây giờ mình tạm biệt anh em xương xương tầm 10 phút đi, tắt máy đi ngủ, bật lại chắc là vẫn lọt top được, còn top 1 hay không thì chưa chắc. Nhưng mà tại vì cái form bài của mình bây giờ mình đang không biết làm gì luôn anh em. Cái lượng tiền thì chắc chắn là bây giờ mình phải bù lại nha, bù lại anh em ơi, tại vì mình xài rất là nhiều tiền, gần như là hết tiền luôn ở tầm level 6. Nên bây giờ là mình phải chơi chủ thắng lại, mình tích tiền lãi lại rồi. Trời ơi, what the hell, nổ thêm phát nữa à. Ôi rồi làm sao mà đỡ được anh em ơi, 7 cái 6 đam và mỗi lần nó nổ là banh nóc luôn mà, một phát chết 3-4 con. Hùm, banh nổ phát toàn ngàn rưỡi đam, ngàn rưỡi đam. Tầm 2 cái lần kỹ năng thôi là tên bạn đi rồi. Và với cái sự mà lắp cái thánh kiếm Mana Mune như thế này, trang bị thần thoại của On, trời nó nổ liên tục 2 cái kỹ năng trong vòng chưa tới 10 giây thì tên bạn chịu sao thấu. Cái cổng của mình đang chơi á là cổng khu chợ của Finn nha mọi người. Nói chung là nó sẽ cho mình mấy cái phần quà ngẫu nhiên á, nó thích thì nó phát quà thôi. Đây là cái cổng mới ở trong cái mùa 9.5 như thế này. Và nếu như mọi người chưa biết có, hiện tại nó cũng sắp ra mùa mưa rồi nha. Và chắc chắn là nó sẽ ra trước ở trên server BB. Chừng nào mà có thông tin gì mới á, hoặc là nó hot hot hơn á, thì mình sẽ cập nhật tới cho mọi người ngay và luôn nha. Hiện tại thì chưa có bất kỳ một cái thông tin nào về mùa 10 cả. Cái thông tin duy nhất mà có được đó chính là mùa 10 nó sẽ là một cái mùa mà về âm nhạc nha mọi người. Không biết nó sẽ quay trở lại với cái những cái vị tướng ở đây. Mà chắc chắn rồi, mùa 10 á nó sẽ là có skin tướng. Riêng cái mùa 9 này là một cái mùa rất là đặc biệt, và là tưởng niệm cái mùa 1 anh em ơi. Mùa 1 á có vài tướng có skin thôi, chứ còn hầu như là không có tướng nào có skin cả. Và ở mùa 9 này cũng là như vậy nha. Ở mùa 9 này á đặc biệt hơn hết, nó vừa có lõi nè, nó vừa có lõi anh hùng nè, nó vừa có lõi tướng luôn anh em ơi, ba cái lõi luôn nha. Lõi ở trong chọn, lõi ở ngoài chọn và lõi tướng luôn nha. Ba lõi kết hợp đi chung với nhau. Và cái điều quan trọng là tướng không có skin nữa. Một cái sự kết hợp giữa hầu như là tất cả các mùa luôn mọi người. Mùa lõi tướng nè, mùa ra lõi đầu tiên là mùa 6 nè, rồi mùa ra không có skin nữa anh em. Kết hợp khá là hay ha. Chúng tôi bây giờ là cần đồ tăng đó, làm ơn ra đai lưng hoặc là giáp máu các kiểu. Ô đai lưng thiệt nè, thêm một cái kháng phép hoặc là giáp lưới này là bố đấy anh em. Cái gì vàng vàng đây? Ui Neko. Wow, Neko thì làm tướng 5 tiền 3 sao là dễ đó. Nhưng mà cái này cũng nhân phẩm anh em ơi, tại vì nó không ra cho mình hay mở, nên mình tích tiền lên level 9 lâu lắm, thật sự rất là lâu. Anh em nghĩ đi, ở tầm ra 4 chấm như thế này mà mình mới level 6 à, thì là level 9 này không biết tới khi nào. Nhưng mà được cái á, thì cái lõi thứ ba nó sẽ chắc chắn ra luôn cho mình. Một là lõi bạc, một á là lõi vàng, còn hai á là lõi kim cương nha. Tại vì không có combo ba lõi bạc như mọi người, tỷ lệ nó sẽ chia ra là 50-50 với lõi vàng và lõi kim cương nha. Ông này là đề Mai Sa, ông này có con Bobby nó hơi trâu á. Găng bà lăng, thuyền tới bạn ơi, lên mana tiếp nè. Đấy, 10 giây xài 2 lần kỹ năng anh em. 10 giây xài 2 lần kỹ năng thì tên bạn thở sao đều. Xịp cho tên bạn một cái bình oxy nào. Găng bà lăng bắn liên tục 15 giây xài 3 lần kỹ năng anh em ơi. Và đó là 8k đam. Quăng cái nào ra chất lượng cái đó. Mình còn kết hợp đi chung với em nó là một cái Sojin nữa thôi, chứ hồi mana như hát. Rồi nó cùng xếp cái lõi thứ ba nào. Lõi kim cương à. Ước gì nó ra cho mình lại nhẹ tà phiệt nhờ. Cái đó tích tiền hơi bị phê luôn á mọi người. Không có à, không có luôn anh em ơi. Thôi lấy tiền nha. Nhận 25 vàng bây giờ, và sau 3 round nữa nhận được thêm 25 vàng nữa nha mọi người. Nói chung là cũng được. Hồi trước là 4 round lận, nhưng mà chắc là Riot sửa lại là còn 3 round thôi. Bỏ con Illaoi này vào nè, bỏ con Tép này vào nè, là kích được cái form bài 5 Bill Water luôn. Và đi chung với Hà bắn tỉa nha. Đam chính này Bill Water, con găng bà lăng này chắc chắn là phải dùng đồ dồn tộc hệ cho em nó carry rồi. Rồi để cùng Stella gặp A đây. Hiện tại chỉ có mình là đang cháy thôi nha mọi người, đang chuỗi thắng thôi. Úi dồi,
Ông này Beethoven, nhưng mà nổ hũ rồi. Boom, what the hell. Lamina, thuyền tới bạn ơi, lên thuyền bạn ơi. Boom. Combat chưa tới 13 giây mọi người. Combat chưa tới 13 giây, holy shit. Công nhận khi mà găng bà lăng cầm cái thánh kiếm Mana Mune này đi chung với cái Sojin này nó hồi Mana ghê thật chứ. Hồi mấy cái mùa trước á thì những cái trang bị thánh kiếm những cái trang bị thần thoại của On á, nó sẽ chắc chắn luôn, tất cả trang bị luôn nha mọi người, đều không lắp cộng dồn đi chung với nhau được. Nhưng mà ở những cái mùa gần đây á, mùa bắt đầu mình nhớ không nhầm là từ mùa 8 cho đi á, là Riot cho phép là lắp mấy cái trang bị nó không có trùng cái nội tại duy nhất của nhau anh em ơi thì lắp được. Giả bộ như là ba tam hợp nè, rồi rìu đen nè, rồi mấy cái trang bị giáp sư linh nó các kiểu á, còn mấy cái trang bị đồng hồ cát hoặc là thánh kiếm Mana Mune hoặc là đại bác hải tặc á mọi người, thì nó là những cái trang bị có nội tại độc nhất thì không có lắp cộng dồn chung được. Ví dụ như mọi người lắp ba cái đồng hồ cát đi thì sao mà nó xài được đúng không, thì Rio không có cho lắp cái kiểu đó, nhưng mà lắp ba tam hợp được nha, lắp ba giáp sư linh cũng được luôn. Bùm, đậu chua, ông này là cái 6 full tăng, level 7. Cũng châu. Ê, thua à? Ui, ông này tính ra cũng mạnh phết đấy, mình xém thua luôn mà. Hên quá, và đó là chuỗi thắng 8 trận nha. Mình không hiểu tại sao mà Riot chỉ cho là chuỗi thắng 5 trận với lại là chuỗi thua 5 trận là mắc tiền rồi. Với bộ mọi người chuỗi thắng 5 trận đi thì được thêm 3 vàng tiền lại mỗi round, đồng nghĩa với việc chủ thu 5 trận nó cũng được thêm cấp 3 về tiền lãi mỗi ra thôi. Mà thường thường thắng đâu phải là 5 trận đâu mọi người, có khi là 6, 7, 8, 9, 10 hoặc là có khi mười mấy trận luôn á chứ. Thì mình nghĩ là Riot cũng nên thêm vài cái mốc chủ thắng mới, giả bộ như là chủ thắng 7 trận, 8 trận hoặc là chủ thắng 10 trận trở lên gì đó được thêm tiền lãi, hoặc là chủ thua á mọi người. Anh em cứ tưởng tượng đi, chủ thua mà được thêm tiền xong rồi còn kết hợp với mấy cái tộc hệ mà nổ hũ á, chắc là một pha combat đầy bản cái đôi nhãn luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là như vậy thì nó lại hơi lỗi quá, chắc là Riot không có cân bằng nổi á mọi người, kiểu như là người ta chơi một phát chủ thua hoặc là chủ thắng tới chết luôn á thì cũng khó để mà cân bằng, nên chắc là cũng khó. Ok, lắp đồ nha, Saiyan full tăng nè, giáp máu chém nó. Trận này cung gỗ có hơi nhiều. Còn trang bị thì thoải mái đây em ơi, trang bị thì cứ lâu lâu nó cho mình cái cũng đủ xài rồi, không cần nhiều cho lắm. Gặp ở đây hôm nay Tarik full tăng, nhưng mà một nổ nè Tarik không chết, nhưng mà mấy hàng sau đi hết rồi. Ông này chính là cái ông dành hammer với mình nè. Đi chợ mình đang tính húp hammer đó về hắc tiền á mọi người, nhưng mà bạn lấy trước rồi thì chịu rồi, không sao. Mình vẫn đang tích tiền lãi lên một cách từ từ. Đang level 7, gần nửa kép rồi và đang gần 100 tiền nha. Đây, thêm 25 vàng nữa và đó là 118 tiền cũng được á. Tại vì công top 1, ổng lấy một cái loại khổng lồ hóa mọi người, nên chắc là cái trận này kéo dài được thêm tầm vài round nữa. Nhưng mà mình cũng chưa chắc là có thể nuôi được bất kỳ một cái vị tướng 5 tiền nào đó bay sau hay không nha. Mặc dù mình đang có một cái Neko cỡ lớn nha mọi người. Neko cỡ lớn này thì nói chung là Neko được tất cả vị tướng luôn. Cái Neko xanh, Neko vàng này thì nó mới bắt đầu có hồi đầu mùa chính thôi, chứ hồi xưa là có một cái Neko thôi mọi người. Thắng được không đây? Ông này đang làm content à? Content win 3 kiếm à? Bùm. Nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái thử thách đồ dị hoặc là những cái siêu phẩm hoặc là những cái meta thì anh em cứ vào video trên kênh BioStage nha, mình cập nhật đều hàng ngày nha mọi người. Ồ, cái hệ Bewater này nó đam nó cũng ghê nhờ, 1k8 đam luôn mà. Mặc dù là cái hệ này nó cũng đã bị nớp, mình nghĩ ít nhất là phải 3 đến 4 lần liên tục luôn á, nhưng mà nó không bị meta nha mọi người. Nói chung là vẫn còn khá là nhiều những cái form bài có thể kết hợp được đi chung với nó. Ok, level 8 gần level 9 luôn nè, với chuỗi thắng 10 trận liên tục nha và hơn 50 tiền lãi. Sơn của mình á, đánh quái xong nó rất là được nhiều khá là trang bị tăng như là giáp lưới á. Mình lắp luôn là một cái giáp gai nha mọi người. Đấy, Sơn giờ châu ác rồi đó.
Ông này level 8 hơn 50 tiền hả? Ủa giàu vậy, level 8 hơn 50 tiền anh em ơi. Nổ. Đây. Ủa găng 15 nó bắn đẻ thiệt cái chứ. Combat 15 giây thôi anh em. Ơ, ai chốt nó ra hả? Vậy là 20 giây rồi. Ông này giàu nha, ông này giàu nha. Ok, ráng nốt thêm hai trận nữa anh em ơi. Trận này với lại là trận sau nữa thì mình sẽ đủ tiền lên level 9. Mà nhìn cái lượng máu này nói chung là cũng còn ok đấy anh em. 61 máu nè, 56 máu, 48 máu. Thì mình nghĩ là phải tầm ra 600 mấy thì mới end được. Còn ông top 5, top 6 thì còn mấy máu à. Chắc là trận nó đi luôn á. Cái điều mình sợ nhất là mấy con mà tầm level 8 hoặc level 9 đó mọi người. Thì ổng có thể chơi chung tướng 5 tiền với mình đó. Thì tướng 5 tiền bị giành xong rồi cũng khó lên 3 sao lắm. Ui ông này châu ấy. Thắng nổi không trời. Ôi vẫn được, vẫn được á. Tính ra ông này 3 sao nhiều ác luôn á mọi người ơi. Hơn mà vẫn thắng ấy nha. Cái phơm bài của mình mà không có đột biến là mình thua chắc luôn đó. Cái gì mà đồ hình toàn 3 sao không. 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 3 sao đều có. Và lắp đồ cũng đẹp chứ. Hơn quá vẫn thắng. Tuyệt vời. Chắc là mình đợi round 6 tự lên level 9 luôn đây anh em. Chứ bây giờ lên level mình sẽ tốn, mình sẽ lỗ mất 2 vàng. Mà mình còn nhiều máu mà. Mà thua cũng không sao. Mình đang muốn cố gắng tiết kiệm tiền ở tầm level 9 này nhất có thể luôn. Mà roll bùng nổ ông phát. Khó đó anh em ơi. Từ cái lúc mà lên level 8, bây giờ sắp lên level 9 rồi, nó không có tự ra cho mình thêm một cái vị tướng 5 tiền này của mình đang chơi cả. Ông này là 6 hư không nè, Kai'Sa Kari à. Găng bà lăng nổ nè. Là mình ai tiếp nè. Thánh kiếm mình ai mua này nó hồn mình ai liên tội luôn á chứ. Ui nổ đem cứ gọi là mạng cái đôi nhãn luôn anh em ơi. Tiếp tục là một lần kỹ năng nữa. Ui xồi ôi sờn đắm đó. À, thua hả? À, thua nè. Ngon anh em. Ngon cũng được, cũng được. Găng bà lăng 10 cây đam vẫn thua. 10 cây đam vẫn thua. Oh shit. Ê cái găng bà lăng nha. Bú được anh em ơi. Bú được găng bà lăng đó là ngon anh em ơi. Thải tôi ra nào. Thải tôi ra nào. Trời ơi. Thấy cay không? Thà lấy từ đầu đi. Mình chạy tới mình sắp lấy rồi. Thì ổng cứ lượn lờ. Xong rồi mình sắp tới thì ổng mới lụm anh em. Cay thật sự chứ. Ui hammer nhiều thế. Cái roi luôn nè. Mà tính ra mình xoay bài cái quả mà level 6 á. Mà có tận 2 vị tướng 5 tiền 2 sao. Thì mình nghĩ là một cái kỷ lục luôn á mọi người. Nó kinh điển thật sự luôn á. Trò này hên kinh khủng luôn á. Mà tới nữa cái về lay cái là được tướng 5 vàng 3 sao không thì hên xui nha. Mình lắp đồ cho con ra này luôn nha mọi người. Lắp luôn một cái Nanizer này. Ok. Để ăn chi. Rai vòng này á. Rai cổng này là Rai Rai B-Water. Khi mà xài kỹ năng á thì có khả năng rớt thêm rương. Rương này là có vàng, có tướng, có mảnh trang bị á. Thì mình cứ bú thôi. Bùm. Ok. Rai rớt rương bạn ơi. Đúng rồi. Ôi ông này mạnh vậy. Ông này mạnh vậy. Ơi ông này mạnh vậy. Oh shit. Và đó là chủ thu hai trận ghê trời. 38 máu à. Hơi rén nha. Ui được ba cái rương luôn. Được ba cái rương luôn anh em. Ok. Cũng được, cũng được. Hiện tại mình nhớ không nhầm á thì có hai con Rai có thể hắt được rương thôi anh em. Một là Rai Surima, còn hai là Rai Bewater. Tầm này mình bỏ HM vào mình kiếm mấy cái ủ súng bèo vàng thì nó phí lắm anh em ơi, nó không có bù lại được đâu. Thà mình nuôi nó bay sao còn được, chứ bây giờ mình kiếm ủ súng thì rất là lỗ nha. Tại vì cái tiền mà mình roll kiếm thì nó cũng đã nhiều rồi. Cái tiền mà mình mua cái ủ súng nữa là tổng cộng 18 vàng. Nó cũng khá là lỗ anh em ơi, tại vì cái lượng máu anh em nhìn đi, nó cũng không có còn nhiều nữa. Bây giờ mua chắc chắn lỗ nha, lúc đầu game ở ra sớm thì mua còn được, chứ bây giờ mua không được rồi. Ê, hôm nay mình thắng được nè. Ok.
Và theo như mong muốn cũng như là yêu cầu của mọi người rất là nhiều luôn á, thì cửa hàng BNU Store của mình ở trong cái mùa thu đông này cũng đang mới về thêm gần 20 mẫu áo khoác khác nhau nha mọi người. Về áo hoodie nè, áo bomber nè, hoặc là những cái áo gọi là áo khoác da nha. Anh em mặc phải gọi là bao đẹp luôn á. Và anh em khỏi phải lo về cái chất lượng sản phẩm ở bên cửa hàng của mình. Anh em cứ mua về trải nghiệm đi. Nếu như mà ưng ý á thì lần sau quay trở lại ủng hộ cho mình tiếp. Còn nếu như mà không ưng ý á thì anh em có thể trả về và bên mình có thể hỗ trợ anh em hoàn tiền 100% nha. Nên anh em khỏi cần phải lo luôn. Và anh em đừng quên hiện tại mua hàng á còn được tặng thêm quà nữa, khi mà chỉ cần mua bất kỳ một cái hóa đơn nào cũng được anh em ơi, thì được tặng kèm thêm móc khóa đâu cho chân lý tự chọn nha. Hiện tại cửa hàng của mình á cũng đang cập nhật thêm rất là nhiều những cái mẫu móc khóa mới nha, như là Ire thánh kiếm tí nị nè, Jesu long kiếm hàng hiệu nha mọi người á, và tướng mới Brisa rồi Timo tiểu quỷ cùng những cái mẫu móc khóa siêu đẹp luôn á. Anh em mua sản phẩm bên mình á không những là được những cái sản phẩm chất lượng nhất mà còn được tặng kèm thêm những cái phần quà gọi là lưu niệm khi mà anh em chơi cái trò này nha. Rồi nốt luôn anh em ơi, có Saiyan nè, có Rai nè, Ari 2 sao, Bayvet 2 sao. Lúc mà mình roll tướng 5 tiền á thì mình bỏ cái con Hammer ra nha, để làm chi. Nó sẽ không có ra cái ủ súng, nó sẽ không có ra nâng cấp của ủ súng anh em ơi, nó làm mất một cái lần roll của mình á. Mất một cái ô, mà roll 5 lần kiểu như là mất 5 ô là mất một cái lần roll rồi. Ui ông kia. Ông kia là phơm bài để mai xa, ông kia là phơm bài hư không xứ dễ các kiểu. Lúc nãy ông này đánh mình đúng không? Nghe nói là lúc nãy ông này mạnh, nhưng mà mình lên level 9, mình nâng cấp độ hình full 2 sao hết thì nó là phải khác bọt anh em. Tuyệt vời. Hồi nãy đấm mình cho bây giờ xe cái tuổi. Hồi nãy là mình chưới xa tiền anh em ơi. Mình chưới xa tiền thì ông đấm được mình thôi, chứ bây giờ mình lên level 9 xong mình roll kiếm tướng 5 vàng 2 sao không. Đấm hộ, ủa cái lượng máu nhìn không ổn chút nào luôn á. Cái lượng máu nhìn không bỏ một chút nào luôn á anh em. Quên bỏ Hammer ra chứ. Ui Bayvet 5 con nè. Hammer 4 con. Không ra một con găng bà lăng nào luôn à. Khó vì ta. Bayvet 6 con nè. Hammer từ từ. Bán bớt mang tướng 2-3 vàng khác đi mọi người. Hơi khó đó nha. Găng bà lăng. Không ra bất kỳ một con nào. Oh no. Ông này Sona sắp 3. Hiện tại bê bét của mình đang là 6 con nha mọi người. Hammer rồi Saiyan rồi Rai mới có 5 con thôi. Tỷ là lên được 3 sao rất là thấp luôn á. Cái này roll hơi xui, đánh giá là hơi xui. Một phần nữa là mình đang thiếu tiền nữa mà mình roll đó mọi người. Wow, ông này Bobby châu ác. Bobby châu ác anh em. Độ hình mình đánh nữa kìa. What the hell. Có thực sự là tướng 1 tiền 3 sao không vậy? Sao nó trâu vậy? Hên mà vẫn thắng á. Vẫn đấm được này mùi. Ê, chắc là mình phải chấp vài rau á mọi người. 38 máu. 38 máu. Nếu như mà chấp chuẩn á nha. Một trận thua tầm 4-5 con. Thì chấp được 2 rau. Tại vì đang ở tầm rau 6 chấm. Máu tướng là trừ 1 con là 2 máu. Máu bét là trừ 8 máu. Nếu mà chấp chuẩn á thì chấp được 2 rau. Còn nếu như mà chấp ngu ngu á anh em, thua phát nguyên sàn á thì 1 rau nha. Mình bỏ bớt con găng bà lăng ra nha, tại vì nó là đam chính, còn mấy con kiểu như là Rai, Ari hay M nó hầu như là không có đam. Đam cũng có đó nhưng mà ít lắm. Bỏ vào để có ăn được mạng chứ anh em, chứ thua nguyên sàn ở đâu lắm, không được không được không được. Ê có thật sự là thua không vậy? Có thật sự là thua không vậy? À, thua anh em ơi, thua. Hết đam rồi, ngon. Bobby kìa, ăn nó. Bobby ơi. Không được rồi. À, cũng được anh em ơi, thua 4 con. Thua toàn 3 sao không à. Ông này Galio sắp 3, ông đang nuôi cả Murdercaster 3 kìa mọi người, nhìn gớm chưa. Saiyan hoặc là Hammer. Nói thật là con này cũng được anh em ơi, tại vì con này cũng đang là 5 con cả. Lấy về thì cũng 6 con. Nếu mà đi chợ có Bevet thì quá ngon rồi. Tại vì đang có thẳng sẵn 6 con nè. Lấy 7 con, roll cái nữa 8 con, nơ con cái nữa là bú luôn. Cái đó là mình vẽ thôi. Mười bảy máu. Ây à, 17 máu thăng phát chắc đi luôn ở đây mời. Tại vì con bét là 8 máu rồi. Mình còn 21 máu à. Vẫn chấp được anh em ơi, thêm được một round nữa.
Đã muốn làm siêu phẩm là phải chơi lầy thôi, phải chơi kiểu chày cối vậy mọi người thì mới ra được siêu phẩm được, chứ kêu chơi chơi mà kiểu an toàn quá thì cũng không được. Đây, thu sung sung rồi nha, thu như hồi nãy là đẹp á, thu như hồi nãy là vẫn còn sống nha, thu 4 con là vẫn còn sống anh em ơi, 5 con cũng được, 5 con vẫn sống nha. Ok, 4 con sống anh em, sống ơi, 3 con sống, sống vội luôn anh em ơi, sống vội luôn. Ok ok, còn vẫn còn 6 máu, vẫn còn nhiều, vẫn còn nhiều. Ok, rau rau bắt buộc là phải roll nè, có ra Belvet hay là Rai hay là gì nữa không? Rồi xui thế này, chịu anh em. Xui quá. Ari phải bán nè. Ôi Belvet mới có 7 con à. Mỗi con ràng chút anh em à. Mỗi con ràng chút anh em ơi. Thôi trận này không lên được 3 sao rồi, hơi tiếc một tí nhưng mà không sao, vẫn cứ gọi là siêu phẩm. Mình bỏ vào đi cho nó thắng à. Tại vì bây giờ Ron mỗi con mất cái 6 con như thế này, roll sao mà lên được 3, mặc dù cái Neko mà khó quá, không đủ tiền roll luôn á anh em. Trời ơi, găng bà lăng á, thi nhau nó thả thuyền kìa, họ đua thuyền luôn à, tên mạnh lên thuyền luôn. Và đó là top 1 trận đấu quá là mạnh nhãn luôn anh em ơi. Và ok, GG tất cả mọi người nha, bye bye. Chào tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thức mọi người có thể mua hàng ở trên website biocgstore.com của mình. Link của mình đều có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận rồi nha mọi người. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng đang muốn giới thiệu tới với mọi người một cái event đang diễn ra ở bên cửa hàng của mình. Đó chính là khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào trị giá trên 600.000 đồng nha, được tặng kèm thêm một cái vật phẩm trang trí đeo bàn nè, để tủ nè, hoặc là để kệ nha. Đấy, miễn phí luôn nha anh em ơi, một cái vật phẩm độc quyền ở bên đó cho chân lý luôn. Đây, kích thước, chất liệu hoặc là công dụng mọi người có thể tham khảo thêm ở đây, và số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay lên nào. Và cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là ở trong mùa thu mùa đông này mình có bán thêm áo hoodie, áo sweater hoặc là áo khoác hay không, thì đây mình về thêm một đống hàng mới luôn đây mọi người ơi. Anh em cứ vào mà lựa chọn, giả bộ mình thấy cái này uầy đẹp quá đi thì mình bấm vào đúng không, mình bấm chọn size nè, mình bấm chọn sản phẩm hoặc là số lượng nè. Đấy, anh em bấm thêm vào giỏ hàng nha. Và sau khi thêm vào giỏ hàng thành công rồi á, nếu như mọi người muốn mua tiếp thì anh em cứ lướt và anh em cứ thêm vào tiếp thôi, còn không á thì anh em cứ bấm vào giỏ hàng nè, anh em bấm tiến hành thanh toán nè. Và ở đây nó sẽ hiện ra những cái thông tin như là họ và tên các kiểu hoặc là địa chỉ giao hàng á, mọi người cứ điền đầy đủ cho mình là được rồi ha. Ở đây là thông tin ghi chú nha mọi người, anh em muốn giao ở thời gian nào, giao ở đâu hoặc là hướng dẫn giao hàng chi tiết á thì anh em cứ bấm ở dưới đây nha. Còn ở trên này nè, nó sẽ là một cái phần quà được tặng kèm theo mỗi khi mọi người mua bất kỳ một cái đơn hàng nào ở bên cửa hàng BNU Store của mình. Anh em cứ nhấp vào đây nha, nó sẽ có rất là nhiều cái mẫu móc khó luôn, như là Timo tí nị nè, Yesu chiến binh rồng hàng hiệu nè, rồi móc khó Irelia thánh kiếm tí nị nè, vừa mới cập nhật luôn nha mọi người. Và cùng hàng loạt những cái mẫu móc khóa mới. Đấy, đẹp chưa? Và ở đây nó sẽ có hai hình thức thanh toán nha mọi người. Một là chuyển khoản ngân hàng, còn hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Và sau khi mọi người đã đọc hết rồi và đồng ý, anh em cứ bấm vào tích vào ô này nếu bạn đồng ý và bấm đặt hàng thôi. Thế là xong rồi nha. Còn nếu như mọi người muốn tư vấn thêm về size hoặc là mọi người muốn tư vấn thêm về bất kỳ một cái điều gì anh em cứ bấm vào cái dấu chat ở phía dưới này nè. Đấy, sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc của mọi người nhé.